Khi bước chân từ Hải Dương vào thành phố Pleiku, mình cảm thấy cảnh sắc thiên nhiên ở đây rất đẹp và con người nơi đây cũng giàu tình nhân ái. Gia đình mình sống ở Gia Lai đều là bên ngoại hết. Khi vào, ba má mình làm kinh tế xa thành phố 15 cây số, chủ yếu làm cà phê và tiêu với hơn 5 hecta. Vì công việc nên mình phải chuyển lên thành phố sống với bác ba của mình cho tiện đi lại. Ngày rảnh rỗi mới về phụ giúp ba má. Bác ba mình năm nay cũng ngoài 50. Bác gái thì mở xưởng chuyên sản xuất đồ nhựa các loại. Nhà có 4 anh em trai đều kém tuổi mình. Nhà rộng 3 lầu, thừa phòng không ai ở. Mình lại có tính thích tự lập ở riêng, nên bác cho mình cái phòng 1 của căn nhà trọ dành cho công nhân. Dãy phòng có 5 nhà, trước là cái sân rộng, bọn trẻ thường xuyên đến để đá bóng rất đông đúc. Có khi 15 đứa, cứ tầm chiều 2-3 giờ, nó làm mầm lên, làm mình cũng mất ngủ ra chơi với bọn nó. Hôm đó, có anh con bác mình tên Đặng và đám bạn của ông ấy có nhóc tên Cường cùng nhau chơi bóng. Tầm 6 giờ thì giải tán, tất cả đều đi xe đạp về, còn Cường thì đi bộ, nên mình kêu để tí anh đưa về. Nhưng Cường bảo, em đi bộ ra quán bên kia đường ăn uống, tầm 7 giờ 30 mà em chở em đi học thêm. Thế là mình thôi, kêu nhóc đó đi đường cẩn thận. Mình thường ăn cơm xong, không đi chơi phố thì lên bác mình chơi, tầm 11 giờ về. Ngay tối hôm đó, đang ở dưới bếp ăn, tầm 8 giờ 30, thì tiếng chuông nhà bác mình kêu reng reng liên hồi. Mình chạy ra mở cửa, thì thấy một cô rất lạ, mặt mày hoảng hốt, hỏi bác mình và Đặng có ở nhà không. Mình gọi bác gái và Đặng ra, thì mới biết cô đó là Quỳnh, mẹ của Cường. Hỏi bác mình và Đặng là Cường nó có qua đây chơi hay ở đây không, vì cô Quỳnh gọi cho Cường thì không liên lạc được. Đi tìm qua vài nhà bạn cùng lớp với Cường thì Cường không có ở đây. Bác mình kêu Cường không có ở đây, còn mình và Đặng bảo Cường nó đi tầm 6 giờ rồi. Trao đổi sự việc một lúc, cô ấy cảm ơn rồi đi tìm con. Đến sáng không thấy Cường về nhà, cô ấy bắt đầu nhờ công an và ghi báo tìm người thân. Sau 3 ngày thì cô Quỳnh sang nhà bác mình, lúc đó có cả mình. Buổi chiều hôm đó, cô Quỳnh vừa khóc vừa kể với bác gái: tối nào tôi cũng nằm mơ thấy Cường chị ạ. Toàn thân nó ướt nhẹp, mặt mày tím tái. Tôi hoảng hốt kêu con đi vào tắm nước ấm, lau người, mặc đồ vào ngủ với mẹ cho đỡ lạnh. Nó nhìn tôi mặt tái mét kêu: má ơi, con lạnh lắm. Má ơi, con rất lạnh. Rồi từ từ đi ra xa dần. Em gọi mà nó không quay lại. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại 3 ngày nay rồi. Rồi cô lại khóc tiếp. Đến ngày thứ 4 thì cô đi xem bói gọi hồn. Thầy nói nó đang mắc kẹt ở một cái khe bên suối. Nó đang ở đó rất lạnh. Rồi mọi người ra tất cả các con suối và tìm thấy được cái dép trôi đúng là của Cường. Nhưng tìm xung quanh không thấy Cường đâu. Tối hôm đó, Cường lại báo mộng cho cô Quỳnh: con ở nơi rất sâu, rất lạnh và tăm tối mẹ ơi. Giấc mơ đó cứ đeo bám cô Quỳnh. Một tuần sau, một ông đi soi ếch ở cái biệt thự bỏ hoang cách nhà bác mình hơn 2 cây số. Ở đó có cái giếng. Bên trên giếng có một lớp gỗ to đắp và đè gạch lên. Ông ấy soi ếch đến gần thì nghe mùi tử khí nồng nặc bốc lên. Vì tò mò, ông ấy mở ra coi thì trời ơi, một cái xác của đứa bé đang trương phình ở dưới, mùi sốc đến khủng khiếp. Lập tức ông ấy đi báo công an. Lúc đó có cả gia đình cô Quỳnh ra nhận dạng. Và thật đáng tiếc, đó chính là xác của Cường. Nghe bác mình đi đám kể lại, trong lúc lo ma chay cho Cường thì cô Quỳnh kể với mọi người. Đêm đó Cường báo mộng và bảo: con đã về với gia đình mình rồi. Con đã ấm lại, không còn lạnh lẽo nữa. Con đi đây, cảm ơn ba má đã sinh ra con. Nói rồi
thì hình bóng của Cường cứ đi xa dần rồi biến mất. Về cái chết của Cường thì công an vẫn đang điều tra. Từ sau vụ việc đau lòng ấy, dãy nhà trọ chỗ mình ở bây giờ ít ồn ào hơn và cũng không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Ngày 10 tháng 7, 2009, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thiên Kim, khi đó 25 tuổi, ngụ tại nhà thờ Tin Lành, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Kim không chỉ khai mình là kẻ sát hại chị Thành, mà còn khai thêm một vụ giết người cướp của khác xảy ra trước đó một tháng. Theo báo cáo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 9 giờ 30 ngày 16 tháng 5 2009, chị Võ Thị Hồng Thạnh được chồng chở đến nhà thờ Bửu Hòa cầu nguyện. Chị Thạnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng với một người bà con trong nhà thờ. Khi đó, Kim giả vờ đến nói với chị có điện thoại một người bạn gọi đến số nhà thờ nói muốn gặp, để lừa chị đi vào phòng của Kim. Tại đây, Kim dùng dây điện siết cổ thai phụ đến chết. Gây án xong, hắn để thi thể trong phòng rồi đi lên lầu tiếp tục hành lễ. Đến khoảng 11 giờ thì đi đánh bi-a. Đến 16 giờ 30, Kim quay về phòng ngủ thì thấy chị Thạnh vẫn nằm đúng tư thế ban đầu, nên chắc mẩm nạn nhân đã chết. Kim lấy chăn bó xác nạn nhân, đem bỏ xuống giếng nước sau nhà thờ Tin Lành Bửu Hòa. Anh Bùi Văn Hữu, khi đó 34 tuổi, chồng chị Võ Thị Hồng Thạnh 26 tuổi, người bị ác thủ Nguyễn Thiên Kim siết cổ đến chết rồi bỏ xác trong giếng cho biết, dù mọi chuyện đã qua đi rất lâu, nhưng đến nay nỗi đau mất vợ con vẫn nhói đau trong tim. Chững lại vài giây, anh Hữu mới bắt đầu câu chuyện 55 ngày đi tìm người vợ bạc mệnh của mình. Anh kể, anh làm nghề sửa xe ở số nhà A1, xuyệt 175C, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, do thường đi lễ ở nhà thờ Tin Lành Bửu Hòa nên quen chị Thạnh. Sau thời gian tìm hiểu, hai người quyết định tiến đến hôn nhân. Sau đám cưới hồi tháng 11 2009, vợ chồng anh Hữu chuyển về phường Tân Vạn sống. Để trang trải cuộc sống, anh Hữu mở một tiệm sửa xe nhỏ ngay trước cửa nhà, còn chị Thạnh làm công nhân cho công ty Busen thuộc xã Hóa An, thành phố Biên Hòa. Cưới nhau được một thời gian thì chị Thạnh có bầu. Gia đình nội ngoại vui lắm. Thế nhưng vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Cái sáng định mệnh đó là vào ngày 16 tháng 5. Hôm đó, anh Hữu chở vợ đến nhà thờ Tin Lành ở phường Bửu Hòa để làm lễ, rồi lại về mở tiệm sửa xe đón khách. Sau đó là chuỗi ngày dài mất tích bí ẩn của chị Thạnh cùng thai nhi 6 tháng tuổi. Chiều cùng ngày, không thấy vợ về, gọi điện không được, lòng anh Hữu nóng rang như lửa đốt. Anh đi khắp thành phố Hồ Chí Minh, lên huyện Định Quán, thị xã Long Khánh, Đồng Nai để tìm nhưng không thấy. Nhiều người dân tỏa đi tìm nhưng đều vô vọng. Sau đó, anh Hữu đến cơ quan điều tra nhờ hỗ trợ tìm kiếm vợ, nhưng cũng chưa có hồi âm gì. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh Hữu vô tình gặp một người quen đi lễ chung với chị Thạnh hôm chị mất tích. Người này cho biết hôm đó họ thấy chị Thạnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong nhà thờ cầu nguyện. Một lúc sau, thấy Kim đến nói với chị Thạnh có điện thoại của bạn gọi đến số máy của nhà thờ nói muốn gặp. Tin lời, chị Thạnh đi theo Kim và mất tích luôn từ đó đến giờ. Sau khi biết chuyện này, anh Hữu nghi ngờ vụ việc có liên quan đến Kim nên đã đến nhà thờ tìm gặp Kim để tìm kiếm thông tin của vợ, nhưng đối tượng này chối bay chối biến. Và từ đây, anh Hữu sống trong những ngày tháng tuyệt vọng, không biết vợ mình và đứa con mới thành hình đã mất tích ở nơi nào. Trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo thì anh Hữu được công an thành phố Biên Hòa mời đến nhận dạng. Lúc này anh bàng hoàng nhận ra sự thật nghiệt ngã: vợ và đứa con chưa chào đời của anh đã tử vong cách đây nhiều ngày. Theo anh Hữu thuật lại, hôm đưa vợ đi lễ, trên người chị Thạnh có đeo một bộ trang sức
gồm 17 chiếc vòng xi men, một đôi bông tai, 3 chiếc nhẫn, tất cả đều là vàng 18 carat, một điện thoại di động Nokia. Anh Hữu nghi ngờ Kim sát hại vợ là vì số tài sản trên. Trong quá trình đấu tranh, Kim khai ra vị trí giấu xác nạn nhân. Khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 7, 2009, cơ quan điều tra tiến hành khai quật giếng cạn và tìm thấy thi thể chị Thạnh. Đầu nạn nhân bị quấn bằng chăn vải, bên ngoài là lớp băng keo quấn chặt. Trên cổ nạn nhân bị quấn bằng một sợi dây điện. Theo người trong nhà thờ, kể từ khi có nước máy thì giếng đó không còn sử dụng nữa, trở thành giếng hoang. Cũng từ đó, khu vực giếng này ít người qua lại. Từ khi vụ án xảy ra, nhiều người có việc đi qua đây đều thấy ớn lạnh và có cảm giác rùng rợn. Một số người còn khẳng định rằng có đêm đi ngang qua đây, họ còn nghe thấy tiếng khóc ai oán từ nơi xa xăm nào đó vọng về, khiến họ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể do khu vực đó ít người qua lại, thiếu hơi người nên có ảo giác như thế. Và chẳng ai hay biết ở sâu dưới giếng hoang là bí mật của tội ác động trời. Người phụ nữ chết oan khuất nằm lạnh lẽo dưới đó gần 2 tháng trời mới được phát hiện. Được biết Nguyễn Thiên Kim là con của mục sư Nguyễn Văn Tờ, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chi hội Bửu Hòa. Khi được công an mời lên làm việc, ông Tờ cho biết gia đình không hề hay biết việc làm ác độc này của Kim. Cũng theo ông Tờ, Kim vốn là đứa hiền lành. Thời điểm gây án, Kim đang là sinh viên năm 3, có thêm nghề sửa chữa điện tử. Tính cách quái dị, thích ở phòng riêng của Kim bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2000, khi Kim bị mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Hôm chứng kiến buổi khám nghiệm, ông Tờ đau đớn nói: "Sinh con, ai có ngờ đâu sự thể thế này. Giờ thì việc nó gây ra, nó phải chịu. Có thương cũng đã muộn rồi."